Chào mừng cả nhà mình đến với kênh Hoa Sứ Lê Gia. Hôm nay bên vườn em giới thiệu cả nhà mình 16 cây sứ thái ghép. Giá cây em bán hôm nay có giá từ 100.000 cho đến 400.000 một cây nha cả nhà. Đơn hàng em gửi đi là trên 200.000 em mới gửi nha. Hiện nay thì còn đang trong khung những ngày Tết nha. Em bán hàng, em sẽ gom đơn cho mình. Đến khi bưu điện nó mở cửa đi lại thì em sẽ gửi hàng cho mình nha cả nhà. Cả nhà mình xem trong video này, nếu yêu thích cây nào thì cứ gọi theo số máy 0981813055 ha. Rồi, có số 1. Số 1 khúc đầu là em giới thiệu cho mình một số cây hàng VIP. Số 1 là ghép sĩ thư 1, một giống hoa cực kỳ rộ luôn. 3 lớp màu trắng, viền hồng, thơm nhẹ nữa. Cây này thì tựa dài, cái tàn rất là bắt mắt, tàn tròn lắm nha. Cây 8 bo, 350.000. Số 2 là đại mỹ nhân, 5 cánh màu trắng viền đỏ, xây hoa to giống hoa cực rộ, cây 8 bo 300.000. Số 3, cái gốc này là cái hoành gốc của nó là cỡ 4 găng tay em vòng lại, ghép 7 bo 400.000, ghép giống ngọc cô nương, màu hồng viền trắng. Số 4, Vĩnh Lộc 44, vàng cam có gân đỏ có hương thơm giống hoa cực rộ, 12 bo 350.000. Số 5, hồng lila 4 lớp màu hồng đậm, cây 7 bo 150.000. Số 6, An Lạc 3 lớp nền vàng cam viền hồng có hương thơm đậm, cây 8 bo 150.000. Số 7, sĩ thư 3, hoa 5 cánh màu đỏ viền vàng, 7 bo 130.000. Số 8, một chậu vô hai gốc. Cái gốc của nó là tầm bằng tay em xòe ra nha cả nhà. Đây em đã xòe ra so với cái cho mình xem nha. Cây này ghép 3 giống, 3 màu hoa. Ghép 3 giống nha. Trà mi 11, màu trắng viền hồng đậm. Với lại Long Thành, 3 lớp đỏ tươi. Đại hồng bích, màu trắng viền hồng. Hai cái trắng viền hồng nhưng mỗi hoa mỗi nét nha cả nhà. Cây 9 bo 150.000. Số 9, một cây củ hình quái ghép Long Thành Gold, 3 lớp đỏ tươi, cây 7 bo 120. Số 10, Kiều Diễm, hoa 3 lớp màu hồng đậm viền trắng, cây 9 bo 100.000. Số 11, Cẩm Đan 2, hoa màu tím, cây ghép 7 bo 150.000. Số 12, ghép 2 giống Vĩnh Lộc 55 với lại Bubble Gold, cây 5 bo 150.000. Số 13, Ferrari 3 lớp trắng viền đỏ cánh nhọn, cây 7 bo 120.000. Số 14, Khu Thủy 10, hoa 3 lớp nền vàng cam viền hồng, sau em nó chuyển màu sang màu hồng. Cái giống này hoa chuyển màu thơm nhẹ luôn nha. Cây 6 bo 150.000. Củ mình cơ bắp nè cả nhà, mình thấy nó chia ra từng khối nè. Số 15, Vân Ngọc, 4 lớp màu đỏ cánh viền. Vân Ngọc là giống hoa rất là rộ luôn. Cây 6 bo 130.000. 16 là cây cuối nè, 16 là Kim Phát, 3 lớp màu vàng, lớp bìa có lem đỏ, cây ghép 9 bo 120.000. Đây, Kim Phát tựa dài, tàn tròn. Rồi, hôm nay em giới thiệu mình 16 cây ha. Em xin nhắc lại, em gửi hàng đường Sa Tô Châu và đường Bưu Điện. Hiện nay còn đang trong những ngày Tết thì em sẽ bán gom đơn cho mình. Đến mùng 7 Bưu Điện nó đi hàng, nó nhận hàng đi trở lại á. Mùng 7 thì Bưu Điện Tô Châu đều nhận hàng, mở cửa nó làm lại. Thì em sẽ điện báo lại cho mình rồi em gửi cây nha cả nhà. Khách mua một lượt 5 cây em sẽ tặng mình một cây sứ hạ lai tạo. Còn nếu mua 10 cây tặng một cây sứ ghép nha. Cả nhà chưa bấm đăng ký kênh thì mình hãy bấm đăng ký nè và bấm vào chuông thông báo để mình đón xem được những video em đăng liên tục cho mình theo dõi ha. Rồi, chúc cả nhà mình bước sang năm mới gặt hái nhiều thành công.